Con xin đọc ôn bài câu Pháp Cú số 179. Giác xá chí tăng na quá chí giá tí chi ta mát xá nô già tí lô chí lô kê tăng bút thá má nàn táo gồ chá răng á pá đăng kê ná pá đề ná nét xá thá giác xá chí tăng na quá chi giá tí chí tá mát xá nô già tí lô chí lô kê tăng bút thá má năng tá gồ chá răng á pá đăng kê ná pá đề ná nét xá thá giác xá chí tăng na quả chi giá tí chí ta mát xa á mí ok tăng bút thá mã năng tá năng á phá ba đề ná xá thá vị chiến thắng không bại vị Phật chiến bất khả bại chẳng ai sánh cùng huynh thai Phật giới mênh mông thắng không dấu tích chân không dấu gì huynh thai quy lực vô vi ma dương theo dõi vết đi thử nào bản dịch của hòa thượng giới đức và nghe pháp đã ôn bài xong còn mấy phút nữa kính mời xích rạng đông thịnh pháp sư nha. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sằng Khà Giá. Con xin thành kính đảnh lễ Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Cảm ơn quý vị đã cho biết được tín hiệu nào đó. Con xin thành kính đảnh lễ đến trường tọa minh hạnh đại đức Tịnh Đạt cùng chư tổ tăng. Kính chào đại chúng trong chung. Dạ, chắc có lẽ con kính đảnh lễ đến trường tọa minh hạnh. Bạch thượng tọa, năm nay chắc có lẽ sư trưởng ăn Tết ở trong bệnh viện Đồng Nai rồi, mà bệnh thì không có không có giảm, mà càng ngày càng bệnh thêm. Thành ra do vậy bác sĩ quyết định phải để ở trong bệnh viện là để bác sĩ người ta theo dõi. Thành ra năm nay chỗ Đức cũng ăn Tết cũng hơi buồn. Sư trưởng thì nằm trong bệnh viện, chùa thì còn hai vị sư huy niệm thì hiện giờ có một chân cũng đang nằm ở ở trong cốc ở trong chùa, xuất viện rồi, cưa đi một chân rồi, nó túm lại đang chờ cho nó liền da. Rồi một vị nữa thì coi như cũng thở bằng cái thở nhân tạo, có nghĩa là thở bị ung thư thanh quản, thành ra phải khoét một cái lỗ ngay ngực để mình đút cái ống vô thở. Nhưng mà chúng tôi cũng ráng chuẩn bị để đầu năm để sinh hoạt với
những người Phật tử chúng ta ở xa gần, ngày mai ở chùa cũng có một cái khóa kinh cầu an đầu năm cho mọi người, rồi cũng có đặt bát chư tăng cũng được bảy vị, bảy vị cũng đặt bát tại chùa chứ cũng không có đi dự lễ ở đâu. Thật sự ra thì chúng tôi cũng ráng, nãy giờ cũng ráng cố gắng, cũng chừng dọn nhang đèn hoa quả, rồi nói chung là cũng ráng làm giống như là bình thản giống như là không có chuyện gì, và cũng như giống như là không có chuyện gì hết đó, mình vẫn đón Tết là bình thường, để đầu năm để cầu an cho mọi người. Và chúng tôi cũng không biết bây giờ là chúc mừng năm mới hay là chia vui chia buồn gì hết. Thôi giờ chỉ có ráng sao mà có sức khỏe thì ngày cùng các vị sư ở trên ban thóp này để chia sẻ Phật pháp với quý vị. Rồi hết giờ ở trên ban thóp thì quay trở lại với công việc ở chùa. Cũng mong sao mọi chuyện nó sẽ sớm qua, giống như là sau cơn mưa trời lại tạnh, trời lại sáng, giống như mùa thu đi qua thì mùa xuân sẽ đến. Dạ, dạ con cảm ơn thượng tọa rất nhiều, cảm ơn quý vị. Bây giờ thì chúng tôi cũng kể Pháp Cú Kinh một số 179 quý vị, sau đó sẽ thỉnh Pháp Sư. Và sa chi tăng na hoa chi gia tinh chi ta ma sa no ya ti ko chi lô kê tăng búa tha ma nàn ta gu cha răng a va đăng kê na ba đê na nê sa tha và sa chi tăng na hoa chi gia tinh chí ta ma sa nô ya chi cô chi lô kê tăng bút ta ma nàn ta gô cha răn a va đăng kê na ba đê na nê sa tha. Vị chiến thắng không bại, vị bước đi trên đời không dấu tính thắng, Phật giới rộng mênh mông ai dùng chân theo dõi bậc không để dấu tích. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, một lần nữa xin thành kính đảnh lễ đến chư Tổ Đức Tăng. Và bây giờ cũng chào quý vị, xin mời Phật tử Lạc Lê lên kể tiếp theo nha. Dạ, con kính cảm ơn Đại Đức Pháp Tính. Dạ, kính bạch sư, cho con gửi lời thăm sư trưởng và sư. Dạ, con cũng vừa mới nghe sư đã rất đau lòng. Dạ thôi, con kính gửi lời thăm. Dạ thì mong sư có sức khỏe, chứ con thấy sư cũng lo lắng nhiều quá. Dạ, dạ bây giờ thì cũng hết giờ rồi nên con cũng xin thỉnh pháp sư. Dạ. Nam mô ta sa pha ga qua tô a ra tô sa ma sa bu ta sa. Nam mô ta sa pha ga qua tô a ra tô sa ma sa bu ta sa. Nam mô ta sa pha ga qua tô a ra tô sam ma sam bu tha sa ram ma cha lo ca thi ba ti sa ham ba ti ca tăng cha li ân tha wa răng a ya cha tha sa ti
Sang tê tha sát ta bà ra cha ca cha tí ca đề xế tu thăm măng à đô khâm bi măng ba châm evam saham bati brahma bhagavan tăng a cha cha tha tùng hi phá quê na tăng bút thô ca yun nê na thi qua sa giang tăng ha bút tha ya đa đê na vi đa đa yam ta tô ga tô bàn cha hóa gia đa vô nay dê a măng ba dê si tham ma tôn ta tô ba phu tuy sam vua thô a nu na thấm ma đê sa năng ma ga hóa sa si đê đê si sa ta tan a ta si ha kha khâm tê sa thu a du văn tê đê sê thu thấm ma đê sê năng sa pa ri tha ba ri gia chăng a nu khâm ba bi ca ta quên chúng sanh tất cả bốn hàng như sang trong nước vinh quang luôn chờ trời lở mộng đăng nhờ ánh sáng chỗ lành trải tán bụi hương phàm màu ánh sáng vi thường chiếu khắp ba cõi rõ đường an vui phàm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản Phật nhắm lời những chẳng dĩ hơi quyết lòng mở đạo dạy đời nhắm vương long giá ngày dời chẳng sang thuyết pháp độ các đệ tử có năm thầy thỉnh giữ pháp từ đó là nhóm kiều trần như được nếm hương vị hữu dư niết bàn rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 mà giam vạn toàn một lòng chẳng thối không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm cả tam giới thừa ẩn phúc tập đám mưa lạnh rưỡi khắp thế gian bởi nhân cớ trinh rõ ràng tỉnh ngài thiếu pháp nôi đàn từ bi chúng sanh ngồi khắp chốn ni tôi mê cầu được tí tí vang toàn dạ nam mô a dạ dạ con thay mặt cho đại chúng con xin thỉnh đại đức Tịnh Đạt và con để con thỉnh sư thuyết giảng bài học hôm nay cho chúng con. Dạ Nam Mô Bố Tha Giá, con xin nhường mic lại, con kính thỉnh sư ạ. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin kính lễ chư Đại Đức Tăng Quý Ni cùng chư Phật tử có mặt trong room Pháp Cú Kinh Chuyên Đề có hôm nay ngày 24 tháng 1 năm 2020 cũng như là ngày ngày 30 ngày cuối cùng của năm Kỷ Hợi để chuẩn bị giao thừa và chuyển sang năm Canh Tý. Dạ, xin cảm ơn quý vị đã cho biết âm thanh được rõ để bắt đầu chia sẻ Phật pháp. Xin quý vị thành tâm để lễ bái tam bảo. Arahang Sammasambuddho Bhagava Bổn thân Bhagavantaṃ Abhivadhemi.
Sua kha to bhagavata tammo thammang namassami subhadibbano bhagavato savaka sangho sankhang namami. Dạ, một lần nữa con xin kính đảnh lễ chư tăng và kính chào quý vị. Đêm tối hôm nay thực sự ra thì rất là xin lỗi với lại chư tăng, nhất là đệ đức Pháp Tính cùng, tại vì tình đà cũng không có thường xuyên để có mặt ở trong room kinh pháp cú chuyên đề, không có nhận được cái thông báo là cử mình được vẫn sinh hoạt tiếp tục không có gián đoạn, mặc dù tối hôm nay là giao thừa. Thật ra thì giao thừa ở chùa, thưa quý vị, nói không có việc gì làm không có, mà có việc làm cũng làm không có hết, không có việc gì nhiều nhưng mà cũng phải trang trí trang hoàng rồi chuẩn bị những cái nghi lễ nghi thức và cũng tạo cái niềm vui cho bà con Phật tử ở địa phương, như là ở chùa Tứ Phương Tăng Bình Phước năm nay thì có hiện diện của chư tăng tất cả được 5 vị tỳ khưu, có tổ chức cái lễ giao thừa. Sau cái giờ giao thừa từ thời kinh an lành đầu năm mới và có lì xì Tết cũng như là bốc thăm trúng thưởng mừng những món quà đầu năm hái lộc cho các Phật tử tại địa phương, các quý sư cũng cố gắng tạo cái niềm vui. Thật sự ra thì cái không khí nó ở tại Bình Phước đó, Phật tử đã học Phật pháp, đã có biết đến nguyên thủy nhưng mà đã lâu rồi, thời gian khoảng 10 năm đổ lại đây thì ít, rất ít có sinh hoạt, cho nên một số Phật tử kỳ cựu họ không có dịp để đi chùa, người mới thì không có, người cũ lại thì không đi chùa, cho nên sẵn cái dịp này thì quý sư cố gắng để tạo sinh hoạt ở trong cộng đồng để có thể vì những cái sinh hoạt này mà có thể đến chùa và nhờ đó được học Phật pháp. Nghe đại đức Pháp Tính, thưa quý vị đó, hiện tại thì chuẩn bị đón năm mới rồi nhưng mà chùa có nhiều chuyện chưa có được xử lý tốt lắm, có những cái bệnh duyên của những vị lớn tuổi. Thực sự ra thì nếu mà kể bệnh chắc là ở đâu cũng có, thưa quý vị, ngay tại chùa 5 vị tỳ khưu thì có 1 vị ngoài 70 rồi nhưng mà còn rất là khỏe, chỉ có một có 2 vị sư cả với đại đức Tự Dũng đó, thì bị tim, nhưng mà thì kể quý vị ở đây cũng như là còn mấy tiếng đồng hồ nữa qua năm cũ thì coi như là mình bỏ ngỏ, không bỏ bệnh mình bỏ ngỏ để mình bị những cái gì tốt đẹp nhất dành cho năm mới. Hôm nay tối hôm nay thì có cái có cái của chư tăng đó là lễ Bồ Tát vào rằm vào 30, chư tăng sẽ tụng giới bổn, giới của vị tỳ khưu ôn lại, cho nên tình đà cũng vào room hơi trễ và được báo là hôm nay room sinh hoạt Phật pháp Pháp Cú Kinh Chuyên Đề sẽ học câu Pháp Cú 180. Dạ, bây giờ thì để bắt đầu cho buổi chia sẻ câu Pháp Cú này. Mà quý vị chúng ta lắng nghe cái nội dung của câu Pháp Cú. Yassa chalini visanti ka
Tân hà na di cu hình chi nê ta vê tăng buôn ta manan ta gô cha răng a ba đăng kê na ba đê na nê sa thơ ai giải tỏa lưới tham ai phượt hết dẫn dắt Phật giới rộng mênh mông ai dùng chân theo dõi bậc không để dấu tích bản dịch của hòa thượng Thích Minh Châu Đức Phật là vị có hành xứ vô biên không để lại dấu vết bước chân người sẽ dẫn dắt ngài về theo lối đi nào tha mái tựa như mạng lưới có tính độc hại không còn ở ngài để dẫn dắt ngài đi bất cứ nơi đâu bản dịch văn xuôi của ngài Indachanda chánh thân kính thưa quý vị câu kệ ngôn pháp cú 180 này được phân tích từ ngữ Pali Chalini có nghĩa là mạng lưới cha lá là lưới được chia theo ngữ ngữ tánh Visatika có nghĩa là tham Visatika có nghĩa là tham Yassa đây có nghĩa là vị ấy đó chỗ ấy Tanha có nghĩa là ái Tanha Kuhinchi bất cứ nơi đâu Netawa Netawe để dẫn dắt Nát thí là không, không thể. Bhutan, Đức Phật. Ghép với từ Ananta Gocharan. Có nghĩa là có hành xứ vô biên. Ananta đây là có nghĩa là không có điểm dừng. Không có điểm cuối. Apadang là không có dấu chân. Ghép với từ Pará là cái dấu chân. Pará. Ở bên Tích Lan, thưa quý vị, có cái đỉnh núi gọi là Sri Pada. Núi dấu chân. Sri Pada. Á là để phủ nhận là không có dấu chân hay là vết tích. Kê nó là đại từ để hỏi, dùng để hỏi với ai. Ba đê nó cũng là xuất phát từ chữ ba đát dấu chân chia theo sở dụng cấp. Nessatha sẽ dẫn dắt, sẽ dắt đi. Phần phân tích văn phạm Bali chỉ tóm tắt với nhiêu. Có vị nào cần tra khảo và cần nghiên cứu thêm thì có thể với việc tham khảo cái phần post bài của Phật tử Ái Minh hay là quyển Pháp Cú của Đại Đức Đức Hiền quý vị có thể tham khảo thêm và một nữa, bản dịch của Ngài Thích Minh Châu ai giải tỏa lưới tham ai phượt hết dẫn dắt Phật giới rộng mênh mông ai dùng chân theo dõi bậc không để dấu tích hoặc là rối ren hỗn tạp hết rồi ái dục triền phượt
kéo lôi ngõ nào, đi không dấu tích trần lao, Phật giới tối thượng biết sao mà bàn. Vinh thai uy lực vĩnh hằng, Ma vương lần vết xuất phàm được ư? Thường gọi với Đức Trừ Tâm Ảnh. Duyên sự của ngày hôm nay, câu pháp cú này cũng khá là dài. Thiết nghĩ là câu pháp cú 179, 180 có cùng duyên sự thì các quý vị đã được lắng nghe cái phần duyên sự được thuyết giảng bởi cái lần học trước. Thì xin được tóm tắt và giảng chia sẻ cái kinh nghiệm thông qua cái câu duyên sự pháp cú 180 như thế này. Câu pháp cú này thì được Đức Phật ngài thuyết khi ngài vừa chứng đạo quả. Đề cập đến ba cái người con gái của Ma Vương. Các quý vị có nghĩ có nhớ Ma Vương là ai không ạ? Ma Vương á, bây giờ mình dùng cái từ Ma Vương rất là nhiều. Ma Vương, Ma Rác. Ma Vương đây là một cái nhân vật rất là đình đám, rất là nổi tiếng ha. Và thật sự Ma Vương này cũng có phước báo rất là lớn. Thì Ma Vương được gắn liền với cuộc đời của Đức Phật từ khi ngài rõ nhất là từ khi ngài rời bỏ kinh thành để mà xuất gia. Ngài từ bỏ kinh thành để xuất gia. Dạ đúng rồi, dạ năm có năm loại ma. Thì chúng sanh sống trong đời khi mà Đức Phật chưa xuất hiện, chưa tìm được con đường giải thoát, thoát khỏi tầm tay cai trị quản giáo của Ma Vương. Ma Vương rất là thảnh thơi bởi vì không ai thoát khỏi cái sanh tử luân hồi, mà chỉ khi Đức Phật khi còn là Bồ Tát có cái ý định xuất gia để tìm con đường giải thoát thì Ma Vương bị rúng động, tìm cách để ngăn cản, sợ chỉ Đức Phật tìm được con đường và thuyết giảng con đường đó dẫn cho nhiều chúng sanh phá vỡ được cái vòng sanh tử luân hồi. Cho nên Ma Vương đã xuất hiện khi Bồ Tát bỏ kinh thành, bỏ nhà, bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ lại phía sau vợ con. Thì Ma Vương xuất hiện, Ma Vương mới thưa với lại Thái tử rằng á, ngài chớ có đi xuất gia vì còn ít ngày nữa thôi thì ngài sẽ được trở thành một vị chuyển lên thánh vương, là một vị vua tối cao có quyền lực. Nhưng mà ý đã quyết thì thái tử không có màng đến những cái lời dụ dỗ, nhưng mà phân tích bản thân Tịnh Đạt là người xuất gia năm tuổi rất là nhỏ, đã vào chùa thì chưa có chứng kiến được cái cảnh này thưa quý vị. Quý vị nào xuất gia vô duyên hoặc là lớn tuổi mới xuất gia thì quý vị có nhiều cái lo toan gánh nặng và những việc cần phải sắp xếp để mà vào chùa, thì chắc quý vị sẽ có những cái tâm lý giống như là lúc Thái tử bỏ nhà ra đi.
Lúc đó thì không phải là ma vương, mà thực sự ra là những cái cám dỗ xung quanh, những cái buộc ràng xung quanh của gia đình, của bạn bè, của tương lai, của nghề nghiệp, của học vấn, tất cả những thứ đó nó sẽ làm cho mình cần phải đấu tranh. Nếu không có được cái sự quyết tâm và đại duyên với Phật pháp thì khó lòng để xuất gia, và khi xuất gia rồi thì khó lòng để ở lâu, khó lòng để ở lâu. Bản thân Tịnh Đạt được biết Đại Đức Pháp Tính hay là một quý vị sư vừa gặp Ấn Độ, sư Pháp Nhân ấy. Phải nói vị này nghe cuộc đời các quý vị, phải nói cuộc đời của quý vị rất là đại duyên với Phật pháp, trải qua hoạn nạn, trải qua nhiều thứ thăng trầm trong cuộc sống, nhưng rồi các quý vị cũng có được cái đại duyên. Ở đại duyên ở đây mình chúng ta được hiểu là không có bị lạc lối, không có bị mất thân bằng, và không có bị tìm đến những cái nơi giáo lý khác, tôn giáo khác. Cho dù sớm hoặc muộn thì cái vị này vẫn gặp được giáo pháp của Đức Phật. Thì khi mà Ma Vương xuất hiện mà ngăn cản Đức Phật bằng những lời cám dỗ như vậy đó, thì lúc đó Đức Bồ Tát Ngài cũng quyết chí Ngài ra đi. Ngày ra đi đến một cái độ là Ma Vương phải theo dõi, phải theo dõi. Rồi Đức Phật Ngài đắc đạo rồi đó, đắc đạo ở cõi Bồ Đề rồi đó, thì Ma Vương đã biết là Ngài đã phá vỡ cái vòng sinh tử luân hồi, thì Ma Vương mới xuất hiện một lần nữa thỉnh Ngài Niết Bàn. Ma Vương cũng rất là kiên trì, thưa quý vị. Thật sự Ma Vương có phước nhưng mà lại ghét tu hành, không có thích cái người hành trì giới luật. Có thể đó quý vị, có thể mình mường tượng là Ma Vương là một cái gì đó cụ thể, và người đó là một vị chư thiên có thể hiện ra, nhưng mà thật sự ra trong cuộc sống đó, hàng ngày thưa quý vị, Ma Vương nó nằm trong tâm mình. À, nó cám dỗ nhiều thứ. Lúc mình muốn tu tự nhiên cái có chuyện này chuyện kia, lúc mình muốn muốn đi chùa cúng dường, lúc mình muốn tu thiền tự nhiên cái là nó mệt mỏi, nó lười biếng, hoặc là có người rủ đi ăn tiệc, có người rủ đi thăm nhà mới, tự nhiên nó vậy à. Mà cái tự nhiên ở đây á mình mới hiểu đó là cái thử thách. Bình thường cái tự nhiên nó vẫn có, nhưng mà tại mình không có muốn tu cho nên mình không thấy cái thử thách đó. À, cái thử thách ở đây mình có thể nói đó là cái tâm ma. Khi mình muốn làm điều tốt, tự nhiên cái thử thách nó xuất hiện. À, mình làm điều đại phước, cái thử thách nó càng lớn. Thuyền nhỏ gặp sóng nhỏ, thuyền to gặp sóng to. Cho nên một cái điều đó là nói riêng về cái sự Ma Vương mà cám dỗ hoặc là ngăn cản Đức Phật, ngăn cản Đức Phật ngày thành đạo, ngăn cản Đức Phật ngày truyền bá Phật pháp, mình cũng suy nghĩ lại đó là cái cản trở, trở ngại khi mà chúng ta bản thân muốn làm một cái điều phước, muốn làm một điều phước. Khi mà chúng ta vượt qua những cái cản trở đó, những cái chướng ngại đó, thì chúng ta sẽ vượt lên bản thân, và cái điều phước báo đó nó mới có giá trị. Rồi thưa quý vị, đó là vấn đề khi nhắc tới Ma Vương. Nhưng riêng cái câu chuyện pháp cú duyên sự này á, Phật ngày các quý vị có để ý đó là nói về cái bước chân trong cái câu pháp cú á. Ai dùng chân theo dõi Phật bậc không thể dấu tích. Ở đây nó cũng có cái hàm ý bao 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 hàm lúc mà Đức Phật ngài thành đạo đó.
thì Ma Vương không thể nào tìm được cái bước chân của Đức Phật, cũng giống như là tìm được cái bước chân trong vòng sinh tử của Đức Phật được nữa. Bởi vì sao? Bởi vì Đức Phật đã cắt trừ được dục ái, cắt trừ được tanh ha. Và cái tanh ha đây nó liên quan đến hai sự kiện. Đó là sự kiện mà Đức Phật ngài gặp và tế độ hai Bà La Môn, là ba mẹ của nàng Magandhija. Của nàng Magandhija. Thì cái câu chuyện này chắc quý vị đã được nghe rồi. Xin được tóm tắt như thế này. Thì một lần Đức Phật ngài quán xét ông này có duyên để mà hiểu và lãnh ngộ được giáo lý, lời dạy của Đức Phật, và cuối cùng sẽ đắc được đạo quả, cụ thể là đạo quả Anaham. Thì ngài mới đi đến cái xứ gọi là xứ Kuru. Thì lúc đó thì ông Bà La Môn, người cha đó, lẫn người cha người mẹ, nhưng mà lúc người cha mới trên đường đi tìm tìm kêu là con rể đó, kén chọn dữ lắm, tại vì nàng Magandhija có sắc đẹp rất là đẹp. Thì ông muốn tìm một cái con rể xứng đáng, ông đi tìm thì vô tình gặp Đức Phật. Thì ông thấy là một cái vị có cái hình dáng bên ngoài uy nghi tế hạnh, đoan trang, thì ngài mới đem Bà La Môn mới đem lòng muốn gả con gái cho vị này. Thì ông mới hứa nhắn với Đức Phật là ở yên đây để mà ông về ông dắt vợ con ra để ý kiến Đức Phật, cũng như là giới thiệu, kiểu là mai mối mà. Thì khi mà ông về nhà, ông dắt vợ con ra, thì Đức Phật ngài để lại cái dấu chân. Và trong chú giải nói rằng cái dấu chân Đức Phật ngài chỉ chú nguyện cho những người nào có thể nhìn thấy thôi, khi ngài muốn, còn không thì sẽ không không thể. Thì ngài đi đến một cái bóng mát khác ngài ngồi. Thì khi mà hai Bà La Môn này với đứa con gái mà đi đến gặp dấu chân, thì ông bà là người rất là giỏi chim chim các giống như là Tam Kỳ Đà các kiểu coi bối tướng đó. Thì thấy dấu chân là một người xuất thế rồi, mà ông thì khăng khăng là gả được, chọn làm con rể được, nhưng bà lại là bà nó không được. Thì khi mà gặp Đức Phật thì hai ông bà hỏi hỏi để mà gả con gái. Đức Phật ngày ngày không có tiếp chuyện, ngài không có tiếp chuyện về cái vấn đề mà gả cưới. Ngài mới kêu hai người này lại ngồi xuống, ngài mới nhắc lại cái câu chuyện Ma Vương đó, Ma Vương chiến thắng Ma Vương từ cái lúc mà xuất gia, từ cái lúc mà tu khổ hạnh, từ cái lúc mà chiến thắng Ma Vương với cội Bồ Đề, rồi ba đứa con gái của Ma Vương đến cám dỗ Đức Phật. Thì thưa quý vị, qua cái lời kể và cái lời dẫn đó, thì hai vị Bà La Môn này biết chắc chắn là Đức Phật là một vị chánh đẳng chánh giác, một vị đã bẻ gãy bánh xe sinh tử luân hồi, một vị đã cắt trừ được tham ái, thì không còn màng tới cái việc cưới hỏi. Thì khi mà qua cái tích chuyện đó, thì hai Bà La Môn này đã lãnh ngộ hiểu được cái giáo pháp của Đức Phật. Nhưng riêng đứa con gái của hai ông Bà La Môn Magandhija lại có một cái tâm địa khác. Bởi vì sao? Bởi vì sao có cái tâm địa khác? Bởi vì cái cô Magandhija này á rất là tự hào và hãnh diện với cái nhan sắc của mình. Biết bao nhiêu chàng trai đã chết mê chết mệt, coi như là say nắng. Nàng rất là nhiều lần muốn ngỏ ý hỏi cưới nhưng mà ông bà không có đồng ý, và chính nàng cũng không đồng ý. Thì với cái sự kiêu hãnh về nhan sắc như vậy đó, thì khi Đức Phật ngài nhắc đến cái việc mà thân thể trược đó, nó dơ, nó hôi,
Đó là một ổ bệnh tật. Đức Phật ngày phán như thế này nè, ngày nói nè: Này Magandhiya, thời trước Như Lai đã trông thấy thân của ba ma nữ như vàng rồng tinh anh sáng ngời, không có uế nhiễm, như mật đà mũ máu. Dù là như thế, trong thời ấy Như Lai cũng không hề có sự thỏa thích trong dâm pháp. Huống hồ chi thân xác của con người đầy dẫy 32 thể trược, như là tóc, lông, móng, răng, da, thịt, phân, xương, tủy, thận, tim đó, vân vân. Nước đờm, mồ hôi, nước mắt, nước tiểu, được trang điểm xinh đẹp bên ngoài. Người có dù có nằm trước ngưỡng cửa chân ta, dù có bẩn chăng nữa, ta cũng không hề có ý muốn dẫm chân lên, đụng vào người của người ấy. Một cái lời sự thật, một cái lời sự thật Đức Phật ngày nói về sự thật, sự nhơ nhớp, sự nhàm chán của 32 thể trược, tức là thân thể chúng ta. Một cái điều sự thật, nếu những người có duyên, những người có tu, có đã từng tham học về giáo lý và tu thiền đó, thì nghe cái lời sách tấn như thế này đó, thưa quý vị, dễ tu lắm. Nhất là những vị thiền sinh đó, những vị thiền sinh đang có cái sự đang có cái sự mà lui sụt trong cái việc tu hành đó, thì gặp những cái vị thiền sư nhắc như thế này, tu tu mau tiến lắm. Nhưng mà ngược lại, do là cái tâm địa khác, một cái tâm kiêu hãnh về nhan sắc, mà bị Đức Phật ngày nói miệt thị về cái nhan sắc của nàng, thì nàng phải nói là bất mãn vô cùng, và sanh cái tâm là oán hận, chờ đợi cơ hội để mà rửa nhục. Cái này thực sự ra người nam cũng có, nhưng mà rất là ít, và cũng không có đặt nặng vấn đề về cái bề ngoài. Nhưng mà người nữ thì rất là khó. Ba ma thể trường thì ai cũng giống ai. Ở trường thiền đó quý vị, có một số trường thiền họ chuẩn bị những cái đề mục, tất cả những 32 thể trược họ chụp hình, rửa màu, đóng khung, treo trong cái trường thiền đó, trong cái phòng, trong cái thiền đường, chụp hình, rửa to, đóng khung lại hình ảnh của 32 thể trược: tóc, lông, móng, da, thịt, gân, xương, tủy, thận, tim, gan, lá lách, phổi, ruột già, ruột non, thực phẩm chứa, phân, mũ máu, mồ hôi, nước mắt. Họ chụp hình rất là nét luôn, treo trong thiền đường đó. Ngày trước là bộ xương, là 32 thể trược. Cũng may là họ chụp hình, họ rửa to thôi, chứ họ không có để cụ thể. Ừ, cụ thể chắc không biết dễ tu hay là dễ bỏ chạy nè. Chụp hình rồi rửa to để cho thiền sinh khi mà lên thiền đường đó, chưa bỏ được cái tâm phóng dật đó. Cái phóng dật về cái bản thân mình, về cái cuộc đời đó, ở bên ngoài cửa thiền đường đó, thì khi mà bước vào thiền đường gặp cái hình ảnh đó thì ráng mà lo tu. Bởi vì khi mà nhìn thấy ba ma thể trược, thưa quý vị, còn cái gì để mà mình không còn để cái gì để mà mình săn sóc tỉ mỉ, chăm sóc từng cái gọi là centimet trên cái cơ thể này. Nói như vậy không phải là chúng ta bỏ mặc đó, chúng ta vẫn giữ nó cho khỏe mạnh, nhưng mà chúng ta không có sự chăm sóc kỹ lưỡng
trao chuốt bởi 32 tể trược này. Đó là những cái phần giúp cho thiền sinh nhàm chán và có cái sự tu tiến trong cái thiền định. Quý vị có nghĩ cái sự kiện mà Đức Phật ngài tế độ cho hai bà la môn nhưng mà ngài lại bị cột quan trái với cái con gái, thì cái sự đánh đổi này có được theo quý vị có đáng không? Thưa quý vị có đáng không? Giống như là cái sự kiện mà Đức Phật ngài tế độ đại đức Devadatta, Devadatta đó, thì xuất gia vào trong giáo pháp thì Đề Bà Đạt Đa lại có những cái hành xử không có được phải phép, dẫn đến cái nghiệp quá nặng, thì cái sự tiếp độ đó của Đức Phật đó, nó có đáng hay không? Thử quý vị đặt vấn đề Đức Phật ngày tế độ cho hai bà la môn đắc được đạo quả giải thoát nhưng mà lại cột quan trái với lại cái cô này. Thực sự thưa quý vị, đáng không đáng á, mình chưa có bàn ở đây. Nhưng mà cái nhân duyên đến á, thì mình không có cản được. Kể cả cái thuận duyên và cái nghịch duyên. Mà quan trọng nhất, nó là cái sự chấp nhận, cái sự bình thản, cái sự bình thản chấp nhận. Và một cái điều ở trong cái câu chuyện này á, nó có một cái điều mà chúng ta cũng cần lưu ý. Những người sinh ra trong thời Đức Phật, quý vị có thấy là tất cả những người đó là đại duyên không? Tất cả những người đó là có phước không? Tất cả những người đó là may mắn không? Chúng ta cầu mà không được. Chứ bây giờ là chúng ta đang ngồi, chúng ta học EA từng chữ Pali, chúng ta phải đọc từng trang sách, chúng ta phải để dành 5-10 phút một ngày để ngồi thiền, chúng ta phải đắp tượng thật đẹp, chúng ta phải tỉnh tượng thật quý, chúng ta phải trưng hoa bông hoa cúng dường thật là trang nghiêm, ước gì chúng ta gặp được kim thân của Đức Phật, ước gì chúng ta được hầu chuyện với Đức Phật. Chúng ta nghĩ nếu mà chúng ta sanh trong cái thời Đức Phật chắc chúng ta cũng được giải thoát á. Các quý vị có từng nghĩ là những người sanh trong thời Đức Phật, những người đại duyên không? Chưa chắc. Nhưng trong trường hợp này, cô Magandhija là người không có may mắn. Sanh trong thời Đức Phật, được gặp Phật nhưng lại bị cột quan trái với Phật. Các vị thấy nguy hiểm không? Rất là nguy hiểm. Sanh trong thời Đức Phật, được gặp Phật nhưng lại cột quan trái với Phật, tạo cái ác nghiệp với vị chánh đẳng chánh giác, thì cái duyên, cái phước sanh trong thời Đức Phật đáng vô cùng. Cho nên cái vấn đề chúng ta học Phật, chúng ta tu, chúng ta tìm hiểu giáo lý, chúng ta nghe Pháp, chúng ta học đạo, cái mấu chốt quan trọng là cái gì chúng ta cần phải nắm. Không phải là chúng ta học, chúng ta hành. Với cái kiến thức mà chúng ta thu thập được. Nhưng mà cái mấu chốt quan trọng đi đến với Phật Pháp là cái gì? Và chúng ta cần phải có cái cách tính toán đường xa, đường dài. Khi trong thời này chúng ta gặp Phật Pháp, nhưng biết chăng ở trong những cái kiếp tương lai chúng ta có được gặp hay không? Và quả mai chúng ta sanh trong cái thời Đức Phật kế tiếp nè, Đức Phật Mất Tây Giá nè, chúng ta là người đại phước hay là chúng ta là người vô phước? Giống như là trường hợp của nàng Magandhija,
Thì để trừ trường hợp đó thì chúng ta cần phải làm gì ngay trong lúc này? Để trừ cái trường hợp đó thì chúng ta cần gì, cần phải làm gì? Không phải chúng ta chỉ đọc Tứ Diệu Đế, Bát Chánh Đạo, chúng ta đã đọc học Thập Nhị Nhân Duyên, học lào lào từ trên xuống dưới. Chúng ta nghe pháp không có vắng bữa nào. Chúng ta đi học làm điểm xuất. Như vậy là chúng ta Phật, chúng ta sẽ tiếp tục được học đạo. Không phải thưa quý vị, mà phải có cái tính toán ở trong đó. Tính toán ở đây không phải là hơn thua, mà tính toán ở đây là tính toán về cái đường dài, về cái tương lai, những cái kiếp lai sinh. Quan trọng nhất trong cái việc học Phật pháp đó là cái chánh chi kiến. Tần Tịnh Đại cũng nói thưa quý vị, quan trọng nhất của việc người xuất gia, người tại gia, người như thế nào đi nữa, quan trọng nhất đến vào Phật pháp là chánh chi kiến. Chánh chi kiến về nhân quả, chánh chi kiến về cái việc sinh tử luân hồi. Chánh chi kiến này á, nó làm, nó giúp cho chúng ta có mất đi cái duyên ban sơ chúng ta không gặp được, tuổi trung niên chúng ta không gặp được, nhưng mà chúng ta sẽ gặp được trong cái một cái thời kỳ, trong cái tuổi thọ chúng ta còn sống. Và cái chánh chi kiến này nó làm cho chúng ta không có bị cột quan trái, mà không có gây những cái ác nghiệp không mong muốn, giống như nàng Magandhija. Nhờ cái chánh chi kiến mà chúng ta sanh ra trong một cái thời thời điểm nào, trong cái thời có Phật pháp hay là thời không Phật pháp, thì chúng ta không có lầm đường lạc đó lạc lối. Đương nhiên không không chỉ chánh chi kiến là đủ, bên cạnh đó cần phải những cái phước vật, cái phước làm phước giúp đỡ người nghèo, người khuyết tật, người neo đơn, những cái bố thí làm phước cúng dường chư tăng, những việc có giới đức, để chúng ta có được cái cơ hội tốt đẹp, làm người khỏe mạnh, làm người giàu sang, làm người phú quý, làm người có cái tâm hồn mát mẻ, làm người có cái tâm hồn giản dị, làm người có cái tâm hồn yêu thương. Và cộng với cái chánh chi kiến nữa thì chúng ta là một người con Phật xuất sắc, chúng ta là một người con Phật hoàn hảo. Thực sự ra thì có rất là nhiều trường hợp ở trong thời kỳ Đức Phật, những vị gặp Phật, những vị giống như cái thời pháp chia sẻ Phật pháp như tuần rồi đó, quý vị nhớ là nàng Chinh Cha, nàng cũng sanh ra trong thời Đức Phật, nàng cũng gặp được Đức Phật nhưng mà ác nghiệp của Đức Phật. Rồi những người đối với các vị thánh nhân cũng vậy, gặp người xuất gia không biết lễ bái, không biết chào đón, cũng không biết tu hành học pháp, mà ngược lại chọc ghẹo, ngược lại lại là phá phách, để cho người đó khó chịu, không có được tu hành được tốt đẹp. Thì đó là những cái trở ngại mà từ cái chánh chi kiến mà ra. Giống giống cũng giống như là quý vị có được cái kiến thức về cái cuộc sống tốt đẹp, cái thức ăn bổ dưỡng, cái thức ăn hư, cái thức ăn không có khoa học. Khi quý vị có được cái kiến thức rồi đó, thì quý vị sống ở nông thôn, các vị cũng sống được tốt đẹp. Các vị sống ở thành thị, các vị cũng sống được tốt đẹp. Các vị sống ở ở nơi không phải là nơi sinh ra của mình cũng sống được tốt đẹp. Bởi vì mình có sự được, mình có cái sự hiểu biết đúng đắn. Hiểu biết đúng đắn. Còn cái việc mà
mình có được giàu sang, mình có được cơ hội tốt hay không á, thì bên cạnh đó mình cũng cần phải tạo thêm cái phước vật, tạo thêm cái phước cung kính, cúng dường, tôn trọng. Đi hay sao vấn đề trong cái tích truyện thì quay lại câu pháp cú 180. Có hai vấn đề ở đây, đó là Đức Phật Ngài không còn để lại cái dấu vết. Ở đây có nghĩa là không để lại cái dấu vết về sanh tử luân hồi. Bởi vì sao? Bởi vì Ngài đã cắt được cái ái tanh ha. Cái tanh ha là cái mấu chốt quan trọng. Cái tanh ha là cái mấu chốt quan trọng. À, lúc mà học học đạo đó, vì học giáo lý đó, bản thân Tịnh Đạt có thắc mắc một cái vấn đề. Các vị nhớ trong thập nhị nhân duyên, cái gì duyên cho ái không ạ? Vô minh, duyên hành, hành duyên thức, thức sắc, sắc lục nhập, lục nhập, duyên thức, thức thọ, thọ, thọ duyên cho ái. Thọ duyên cho ái. Ái duyên thụ, hữu duyên hữu, duyên sanh, thanh duyên sầu, bi khổ, não. Thì cái ái ở đây, quý vị có nhiều cái định nghĩa. Ái ở đây có nhiều cái định nghĩa. Mà trước khi mình không hiểu cái ái đó, mình hiểu cái thọ trước đi. Thọ, thọ kể 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 to ngắn ít á, thì có 3, kể rộng á, thì có 5. Thọ hỷ, khổ hoặc là không khổ không lạc, hoặc là có 5 thì hỷ, lạc, ưu, khổ và xả. Các vị thấy thọ hỷ và thọ lạc đó là cái cảm giác gì? Cảm giác vui thích, khoái lạc, dễ chịu. Cái hỷ và lạc nó thọ, nó duyên cho thọ, thọ này là thọ duyên ái, là chúng ta dễ hiểu đúng không? Chúng ta dễ hiểu. Đối với sắc thương, sắc thinh hương vị xúc mà tốt đẹp đó, thì chúng ta dễ có cái sự dính mắc trong đó, ham thích trong đó, dính mắc và ham thích. Nhưng mà tại sao ưu khổ cả xã lại duyên cho ái? Có quý vị có khi nào dính mắc ham thích trong cái khó chịu không? Nhức răng, đau đầu, trong cái việc mà stress cuối tháng, tiền điện, tiền nước, tiền công, tiền nông, trong cái việc đó có ai dính mắc trong đó không? Có ai cảm thấy khoái trong đó không? Khó. Và thật sự cũng không có cái lời lý giải nào hợp lý. Nhưng mà được hỏi và trả lời thì kể cả ưu khổ hay là xả đó, tức là chúng ta đánh mất cái cảm giác, tức là khi mà chúng ta đang khổ, đang ưu, đang xả là chúng ta đang mất cái cảm giác dễ chịu, cái cảm giác sắc thinh hương vị xúc, sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc, chúng ta bị mất cái cảm giác đó đi. Thì khi không còn cảm giác hỷ hay là lạc nữa thì chúng ta rơi vào cái cảm giác một trong ba: ưu khổ hoặc là xả. Thì khi mà chúng ta rơi vào những cái tâm trạng như thế này đó, chúng ta muốn muốn được trở về những cái tâm trạng khoái lạc ban đầu đó, thì chúng ta bị rơi vào cái ái, tức là cái muốn trở về cái vui vẻ, cái hạnh phúc. Cái chính cái muốn đó nó là cái ái, cái dính mắc. Chúng ta thấy vợ con, chồng con khổ không quý vị? Nhiều vị cũng khổ lắm chứ. Nhiều hoàn cảnh, gia cảnh cũng rất là khổ. Nhưng mà cũng có cái vui trong đó. Khổ mà vui, vui mà khổ. Thì chính những cái lúc mà làm mệt về, đang đói, đang mệt, đang nói chung là không còn sức lực nữa. Về cái thưa anh ơi,
Cha ơi, mẹ ơi, hôm nay con ngoan lắm, con được điểm 10. Tự nhiên cái nó vui trong bụng. Mà chúng ta nói là con là nguồn sinh lực của cha, con là niềm vui của mẹ. Bao nhiêu mệt mỏi đã hết, tan biến đâu hết rồi. Chúng ta tự dối lòng. Và chính những cái mà cái thọ, cái cảm giác mà nó thay đổi liên tục như vậy đó. Nó làm chúng ta sanh tử luân hồi, chúng ta không nỡ để bỏ nó, buông nó, chúng ta vượt qua được. Như vậy thì làm sao mà chúng ta hạn chế cái ái ở trong cái cuộc sống của chúng ta? Theo quý vị thì theo theo quý vị thì nghĩ làm sao chúng ta hạn chế được cái ái? Tại vì không có cái ái á, hạn chế thôi chứ chưa là thánh nhân thì chưa cắt hẳn được ái. Tại vì ái nó thuộc về thượng phần kiết sử, ái dục, ái sắc, ái vô sắc, nó cao cấp lắm. Chúng ta chỉ hạn chế thôi, hạn chế nhiều càng nhiều thì càng bớt khổ. Quý vị nhớ là có điều đó là khi là một người dễ cười đó, một người mà dễ mắc cười thì về cái người đó dễ bật khóc, cái cảm xúc nó dâng trào. Một người nghe một cái câu chuyện cười hoặc là một cái sự việc diễn ra rất là bình thường dễ mắc cười thì người đó là dễ bật khóc. Thì mình đừng nói tới cái ái, cái phiền não làm chi cho xa xôi. Kể cả chỉ cái cảm xúc rất là thô thiển bên ngoài như vậy á, thì nếu là một cái người chúng ta khéo, chúng ta để ý cái tâm trạng bản thân và tâm trạng của người khác á, thì chúng ta làm sao để chúng ta hạn chế cái việc mà dễ mắc cười hoặc là dễ bật khóc. Hạn chế ở đây chúng ta không có cấm, mà chúng ta là cái người biết kiềm chế, chúng ta là cái người biết chấp nhận. Nói đến đây thì Đạt có nhớ một cái tích truyện nhỏ, một cái ngụ ngôn thôi, nó không phải là một cái chuyện có thật, để chứng minh cho cái việc làm sao cho chúng ta có được cái tâm trạng đó là hạn chế cái việc mắc, hạn chế cái việc mà chúng ta bị cuốn theo cái cảm xúc. Cái cảm xúc ở đây được hiểu là thọ, thưa quý vị. Có một cái vị vua đang trong cái tiệc chiến thắng ăn mừng, bao quân tướng sĩ, là không còn cái gì vui, không có cái gì tự hào chiến thắng của một vị vua. Thì đang trong một cái lúc ngẫu hứng như vậy á, vị vua ra một cái hỏi một cái câu hỏi cho quần thần, nếu ai trả lời được đó, thì được thưởng trọng thưởng. Thì Đức Vua ngài mới nói như thế này: bây giờ chúng ai có thể nói một cái câu hàm xúc ý nghĩa mà trẫm đang vui, trẫm không còn vui nữa, nếu trường hợp trẫm đang buồn mà cũng là cái câu đó trẫm lại hết buồn, tức là đang vui nghe một cái câu lại cảm thấy hết vui, mà đang buồn nghe cái câu cảm thấy hết buồn, cũng một câu đó thôi. Đức vua ngày ra cái câu đố như vậy. Thì quần thần cũng đang suy nghĩ thì có một vị đại thần tâu: bạch đức vua, kính thưa đức vua, thần có một cái câu như thế này, các quý vị nghe thử, nếu mà được thì chúng ta áp dụng, không cần phải kinh điển đâu, chúng ta hãy áp dụng những cái hình thức mà có thể làm lợi ích được cho bản thân mình. Thì cái vị đại thần mới bạch với đức vua: bạch đức vua, những chuyện đó rồi cũng sẽ qua, hay là chúng ta nói là những việc đó đi, những việc đó rồi cũng sẽ qua. Những việc đó rồi cũng sẽ qua. Các quý vị nghe kịp không cái câu này không ạ? Những việc đó rồi cũng sẽ qua.
Thì nghe cái câu này tự nhiên vị vua, mình đặt trong trường hợp của mình đi, mình rút từ cái câu chuyện đó. Trong một cái đám cưới thì thường là vui nhất thì trong cái cưới hỏi, trong cái việc sanh nở, trong cái việc sinh nhật, trong cái việc Tết như thế này, trong cái việc chúc tụng với nhau, xây nhà mới, tân gia, có xe mới, có nhà mới, trong cái việc tiệc tùng, đình đám, chúc tụng lẫn nhau, thì chúng ta không có được tiếp xúc với Phật pháp và chúng ta enjoy hết cỡ, hết cỡ, có là vui quá mức đó, thì cuối cùng cái hậu quả nó cũng rất là nhiều trường hợp cái hậu quả nó nghiêm trọng lắm. Khi mà vui quá mức, chúng ta cười quá mức, chúng ta giỡn quá mức, chúng ta chơi quá mức, thì cái hậu quả nhiều khi nó nghiêm trọng lắm. Thì khi mà mình học được cái câu này đó, dạ đúng, nói về vô thường nhưng mà mình tránh đi, mình nói về cái thực tế cho nó cuộc sống, áp dụng được cuộc sống. Cái tiêu chí của tịnh đạt thì thực ra thì mình áp dụng Phật pháp vào trong cuộc sống đó, mình làm sao mình hiểu trong cuộc sống thì mình thấy Phật pháp nhiều hơn. Khi mình vui quá mức như vậy, mình học được cái câu này á, tự nhiên lúc đó mình không còn vui quá mức nữa, mà mình biết kiềm chế bản thân, mình thấy cái gì nó rồi cũng sẽ qua, những việc đó còn cũng sẽ qua. Rồi có những cái lúc mà bi thảm, buồn, bệnh, mất người thân lạc, người thân bị hoạn nạn, người thân bị lường gạt, bản thân mình thì bị la, bị rầy, bị mắng, bị có những là bị một cái tâm trạng rất là khốn khó, tâm trạng sầu não, mà khi chúng ta học được cái câu này, những việc đó rồi cũng sẽ qua, tự nhiên cái tâm lý chúng ta nó nhẹ lại. Nếu vị thử áp dụng, thử áp dụng, tự nhiên chúng ta cảm thấy chúng ta nhẹ lòng, và khi chúng ta áp dụng được một cái vấn đề này, chúng ta cảm nhận và học được cái kinh nghiệm đó, thì chúng ta mới đưa vào Phật pháp, thì chúng ta mới thấy là à, đó là vô thường, à, đó là vô thường. Nhưng mà chúng ta không có kinh nghiệm đó, chúng ta học chữ vô thường chúng ta không thấy được cái gì. Đợi ông sư ông nói vô thường rồi mình biết vô thường, chứ mình không thấy được trong xã hội, trong cuộc sống đó. Mình thấy già bệnh thường, chứ những lúc vui, những lúc buồn chúng ta không thấy vô thường. Thì đã cũng hơn 8 giờ rồi, cái thời chia sẻ Phật pháp hôm nay thì cũng thiết nghĩ là hai câu pháp cú 179, 180 có một ý nghĩa gần gần với nhau, gần với nhau, nói về tham, nói về ái, nói về Đức Phật đã thoát được cái vòng sinh tử luân hồi. Thì kết thúc cái thời chia sẻ Phật pháp, một lần nữa tịnh đàn cũng mong là cái phước báo này hỗ trợ cho cố Nhất Linh thượng tọa tề lực, cầu mong cho thượng tọa được siêu sanh về nơi an lành và tiếp tục con đường tu học. Và đại đức Huệ Niệm đang bệnh duyên cũng sớm được khỏe mạnh để trở lại sinh hoạt với lay room pháp cú của chuyên đề. Và một lần nữa thì do hôm nay tại Việt Nam là đêm giao thừa, chuẩn bị đón mừng năm mới, năm Canh Tý, tịnh đài cũng xin kính mừng tuổi sớm hơn một tí xíu, chưa có giao thừa, nhưng kính mừng tuổi cho Đại Đức Tăng, Quý Ni cùng chư Phật tử. Mừng cho quý vị có thêm được một năm mùa xuân năm mới, được phúc lộc tăng trưởng, tùy tâm mãn nguyện, an khang thịnh vượng, và gia đình được luôn hạnh phúc sum vầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhà kính mình kính mời vị MC của Room Pháp Cú trên chuyên đề tiếp tục cái việc của mình nè.
Dạ, sa thứ lành thay. Chúng con thành kính tri ân đầy đức Tịnh Đạt đã ban bố cho chúng con một thời giảng pháp giúp chúng con được hiểu học hiểu Phật pháp và tiến tu trên con đường tầm cầu giải thoát. Dạ, Nam mô Bụt Thầy giá để dân của chúng con được tròn đủ phước duyên. Con xin thay mặt quý anh chị trong đạo tràng kính cung kính thỉnh thượng tọa Minh Hạnh chúc phúc đến đạo tràng pháp hội chúng con. Dạ, con sư có nghe được, con thấy được sư rồi, sư có trước máy, con kính dâng mic đến thượng tọa ạ. Và tu sắp bằng mang lang ra khăn tu sắp bê đê và ta sắp bằng bút đa nè phá quê nè sà đà sà thi vân tu tê và tu sắp bằng mang lang ra khăn tu sắp bê đê và ta sắp bằng hàm ma nè phá quê nè sà đà sà thi vân tu tê và tu sắp bằng mang lang ra khăn tu sắp bê đê và ta sắp bằng sang kha nè phá quê nè sà đà sà thi vân tu tê tất cả phương hoàng có đến người cầu xin chư thiên hộ trì đến người do nhờ oai đức của Phật do nhờ oai đức của giáo pháp do nhờ oai đức của chư tăng các sự thánh lợi người cầu xin do hóa của tâm tinh thành tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn cho được thành tựu mỹ mãn cho được thành tựu mỹ mãn Dạ, sa thú lành thay. Nam mô Bụt